Bệnh hay tình trạng u sơ thần kinh Neurofibromatosis còn được biết là u sợi thần kinh. Ở đây neuro nghĩa là thần kinh, fibro đề cập đến mô sơ, oma nghĩa là khối u hay u, và osis là tiếp vị ngữ chỉ tình trạng bệnh. Do đó, neurofibromatosis đề cập đến tình trạng bệnh gây ra bởi những khối u sợi có nguồn gốc từ hệ thần kinh, gọi tắt là bệnh u sợi thần kinh. Hệ thần kinh trung ương gồm não và tủy sống. Chúng được bao bọc bởi ba lớp màng bảo vệ, gọi là màng não tủy, meninges. Một phần của hệ thần kinh trung ương ở hộp sọ có các dây thần kinh sọ, cranial nerves. Chúng bắt nguồn từ thân não, còn được biết là cuống não, brainstem, đi vào phần đầu và cổ và nối với các dây thần kinh tủy, spinal nerves, bắt nguồn từ tủy sống và chi phối phần còn lại của cơ thể. Mỗi dây thần kinh được bọc bởi một bao thần kinh nerve cell do các nguyên bào sợi fibroblast tạo thành. Ở đây thuật ngữ fibroblast có fibro tức là sợi và blast tức là tế bào gốc hay tế bào nguyên thủy, tạo ra các tế bào khác gọi là nguyên bào sợi. Bên trong mỗi dây thần kinh có một vài bó nhỏ, fascicles, và mỗi bó nhỏ lại được tạo thành bởi một vài sợi trục, axons, của các sợi tơ hướng tâm, afferent và ly tâm, efferent nerve fibers. Các sợi trục là phần nhô dài ra của các tế bào thần kinh neuron, mang thông tin mỗi khi các tín hiệu điện theo đường hướng tâm chạy dọc lên hay đường ly tâm đi xuống hay đi ra ngoài. Dọc theo sợi trục có những tế bào xoan tạo ra các bao myelin giàu chất béo bọc quanh sợi trục myelin, giúp tín hiệu điện di chuyển dọc sợi trục nhanh hơn. Ở đây, bệnh u sợi thần kinh là các bệnh liên quan đến gene tạo ra những khối u không phải do phát triển của ung thư, nằm bên trong mô thần kinh. Có hai dạng hay là type 1 và 2. Nguyên nhân là do lỗi sao chép di truyền của gene NF1 và NF2 tạo ra các protein neurofibromin và schwannomin kiểm soát và ức chế sinh sản khối u nằm trên nhiễm sắc thể tương ứng là 17 và 22. Chỉ cần nhớ gene NF1 nằm trên nhiễm sắc thể 17 và gene NF2 nằm trên nhiễm sắc thể 22. Cả hai loại trên đều là dạng di truyền trội trên nhiễm sắc thể thường, tức là nhiễm sắc thể thân thể, autosomal dominant inheritance, không thuộc nhiễm sắc thể di truyền giới tính. Do đó, chỉ cần một trong hai nhiễm sắc thể mang gene mắc lỗi từ bố hay mẹ là có thể vướng bệnh này. Bình thường, chúng là những gene ức chế khối u, tumor suppressor genes, nghĩa là chúng làm cho các tế bào ngừng phân chia, phát triển một cách thiếu kiểm soát. Cho nên một khi có đột biến gene này sẽ dẫn đến sự sinh sản mất kiểm soát thành các u sợi fibroma, bao gồm sự tăng sinh của nhiều loại tế bào như tế bào thần kinh neuron, tế bào xoan và các tế bào mô liên kết hỗ trợ khác. Bệnh u sợi thần kinh dạng 1 còn được gọi là hội chứng von Recklinghausen, thường ảnh hưởng đến dây thần kinh ở các chi và da, tạo ra rất nhiều u sợi thần kinh, là những khối u lành tính tăng sinh từ bao thần kinh nerve cell và được tạo thành từ một hỗn hợp gồm các tế bào xoan, các nguyên bào sợi fibroblast và các tế bào miễn dịch immune cells. Thông thường, chúng sinh trưởng ngay bên dưới bề mặt của da, đôi khi ở dọc theo các dây thần kinh ngoại vi và các dây thần kinh tủy. Các u sợi thần kinh da cutaneous neurofibromas thường bắt đầu hình thành từ tuổi còn nhỏ và tăng dần số lượng theo thời gian. Cũng có biểu hiện như những cục bướu nhưng không đau, di động ở dưới da. Hơn nữa, những người mắc u sợi thần kinh dạng 1 thường có các đốm nâu đen trên da, đó là những mảng phẳng và có màu nâu hay màu cà phê sữa, cà phê au lait. Những đốm này thường xuất hiện ở lưng, mông và đùi vào những năm đầu của vòng đời và tăng dần số lượng theo thời gian. Ngoài ra, khi khám mắt, ta có thể thấy các bướu nhỏ
màu vàng nâu có tên là nốt Lisch, Lisch nodules, ở mống mắt, iris. Những nốt này hầu như luôn xuất hiện khi người bệnh khoảng 6 tuổi và thường thì không gây bất kỳ vấn đề gì về thị giác. Tuy nhiên, u sợi thần kinh dạng 1 làm tăng nguy cơ mắc một số vấn đề thần kinh khác như co giật, khó khăn trong việc học và những khối u ác tính ở bao dây thần kinh ngoại vi. Thỉnh thoảng, các khối u sợi thần kinh lớn có thể hình thành ở ổ bụng và chúng có thể chèn ép vào các cơ quan gần đó như thận rồi làm suy yếu chức năng của các cơ quan đó. Mặt khác, u sợi thần kinh dạng 2 thường ảnh hưởng đến não và tủy sống và các dây thần kinh sọ não, cranial nerves. U sợi thần kinh dạng 2 thì ít có biểu hiện u sợi ở da và thường thì ít có đốm nâu. Tuy nhiên, người mắc u sợi thần kinh dạng 2 thường hình thành u tế bào xoan, là những khối u chỉ ở tế bào xoan. Những khối u này chỉ có thể hình thành từ xương sống, spine, hay dọc theo các dây thần kinh sọ não, cranial nerves. Thường gặp nhất là các khối u tại dây thần kinh thính giác, acoustic neuromas. Chúng hình thành dọc theo dây thần kinh số 8, vestibulocochlear nerve. Loại u thần kinh thính giác acoustic neuroma cũng có thể xảy ra ở những người không bị mắc bệnh u sợi thần kinh. Nhưng ở bệnh u sợi thần kinh dạng 2 thì có xu hướng ảnh hưởng cả hai bên tai chứ không chỉ ở một bên. U dây thần kinh thính giác có thể gây ù tai, tinnitus, hay âm thanh ù ù ở trong tai rồi mất dần khả năng nghe ở cả hai tai. Nhiều người khác lại hình thành các khối u có tên là u màng não tủy, meningioma. Đó là những khối u lành tính bắt nguồn từ màng não tủy. Nếu chúng hình thành ở màng não tủy tại cột sống spinal meninges, u màng não tủy có thể chèn vào tủy sống gây đau, tê và yếu ở các chi. Nếu chúng hình thành ở màng não cerebral meninges, chúng có thể gây co giật hay các thay đổi về thị lực và yếu cơ. Những người mắc u sợi thần kinh dạng 2 có thể hình thành các vấn đề ở mắt như có đục thủy tinh thể, cataracts, hay các khuyết tật nhỏ như u mô thừa, hamartomas, trong võng mạc, retina. Chẩn đoán bệnh u sợi thần kinh dựa vào khám lâm sàng tập trung vào da, hai mắt và hai tai, khối u ở não, dây thần kinh sọ não và tủy sống có thể được chẩn đoán nhờ CT hay MRI và xét nghiệm gen giúp ta biết đột biến xảy ra ở gen NF1 và NF2. Không có phương pháp điều trị và chữa trị cụ thể cho bệnh này, nhưng phẫu thuật có thể giúp cắt bỏ những khối u đang chèn ép vào những cơ quan gần đó. Xin được tóm tắt như sau. Có hai dạng u sợi thần kinh, neurofibromatosis. Dạng 1 hình thành bởi đột biến trên gen ức chế khối u NF1, gây nên các u sợi thần kinh da, cutaneous neurofibromas, và các đốm nâu hay màu cà phê sữa, và các nốt Lisch màu nâu trong mống mắt. Dạng 2 hình thành bởi đột biến trên gen ức chế khối u NF2, và gây nên u thính giác acoustic neuromas ở hai bên tai và đa u màng não tủy multiple meningiomas tại não và tủy sống. Gen NF1 nằm trên nhiễm sắc thể 17 và gen NF2 nằm trên nhiễm sắc thể thứ 22. Chẩn đoán có thể được xác định bằng xét nghiệm gen để xác định nếu có đột biến ở gen NF1 hay NF2, và phẫu thuật có thể được thực hiện để loại bỏ một vài loại khối u. Thank you.